các nông dân Nhật Bản có những nhận xét bất đồng về các đàm phán thương mại sắp tới, tin từ Minami Poso, Nhật Bản. Các nông dân Nhật Bản đã có những suy nghĩ khác nhau về lợi ích của Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP vài ngày trước khi các cuộc hội đàm bắt đầu ở Hawaii vào ngày 28 tháng 7 hôm nay. Yasuhiro Shibasaki là thế hệ thứ ba trong gia đình trồng lúa trên 32 cánh đồng mà ông nội và cha ông khai hoang trên sườn núi ở Minami Poso, một ngôi làng phía đông nam của Tokyo. Ông là một trong rất nhiều nông dân canh tác các đồng lúa nhỏ, đang lo lắng là hiệp định thương mại mới có thể khiến ông mất tất cả những kinh doanh của mình. Trong khi nhổ cỏ, trong cái nóng mùa hè hôm thứ Hai, ông Shibasaki đã nói với Reuters rằng Nhật Bản đã sản xuất nhiều gạo hơn so với nhu cầu quốc gia. Nếu nhập khẩu thêm gạo, thì những nông dân nhỏ hơn như ông sẽ không có lựa chọn nào khác sẽ buộc phải bỏ ngành nông. 12 quốc gia tham gia cuộc đàm phán thương mại TPP đang bước vào giai đoạn cuối với các nhà đàm phán và các bộ trưởng sẽ họp tại Hawaii trong tuần này nhằm hoàn tất thỏa thuận thương mại đầy tham vọng. Nhật Bản đang chuẩn bị để tăng hạn nhập khẩu gạo cho Hoa Kỳ khoảng 70.000 tấn một năm thay vì 50.000 tấn như báo cáo trước đây. Tuổi trung bình của nông dân Nhật Bản là khoảng 67 tuổi, những người trẻ tuổi đang ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn để trở thành một nông dân vì rất khó để kiếm đủ tiền sinh sống với nghề trồng lúa. Tuy nhiên, không phải tất cả các nông dân đều lo lắng. Một số nông dân cho biết họ thấy thỏa thuận TPP là một cơ hội cho ngành nông nghiệp quốc gia cải cách và mở rộng ở nước ngoài. Nông dân chăn nuôi gia súc 30 tuổi Tadamichi Saito nói ông thấy hiệp ước thương mại này là cơ hội mở cửa các thị trường châu Á cho thịt bò cao cấp Nhật Bản với mức thuế thấp hơn. Tại trang trại nuôi 140 con bò của mình ở Chigasaki, phía tây nam Tokyo, Saito cho biết ông đã sẵn sàng cho những thay đổi sắp tới. Saiyto cho biết ông đã tham gia vào một hội chợ thực phẩm ở Hồng Kông vào đầu năm nay, và nhìn thấy khả năng thịt bò Chigasaki của ông được xuất khẩu như các nhãn hiệu thịt bò Nhật Bản khác như thịt bò Kobe và Mutu Zaka. Ông tin rằng TPP sẽ mang lại lợi ích cho khả năng xuất khẩu của ngành nông nghiệp của Nhật Bản. Nhật Bản đã chi tổng cộng khoảng 6.000 tỷ yen giữa tài khoản 1995 và tài chính 2002 để giảm bớt các thiệt hại cho nông dân sau các cuộc đàm phán thương mại bàn tròn Uruguay và dự kiến sẽ làm tương tự sau các cuộc đàm phán TPP. Cuộc đàm phán cấp bộ trưởng cho TPP sẽ được tổ chức tại Maui, Hawaii từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 7. Cuộc họp này là có khả năng đánh dấu giai đoạn cuối cùng trong cuộc đàm phán TPP, một hiệp ước thương mại lớn bao gồm 40% nền kinh tế thế giới. Thỏa thuận thương mại kéo dài từ Canada đến New Zealand có khả năng sẽ làm gia tăng gần 300 tỷ Mỹ kim sản lượng kinh tế toàn cầu hàng năm.